Shop Nick tự động, sĩ kẹo shop.com, shop app uy tín hàng đầu Việt Nam. Chỗ nào mày? Bên này. Bên trái. Nó ra ngoài gì à? Đây, đứng lại. Thôi xong, lên bản đi mày. Pha mát cho nổ không em. Vỡ đầu. Thanh niên này, hổ báo này. Vào nhầm động rồi nha em ơi, vào nhà anh là chú tắt địa nhá. Tưởng ở đâu cơ? Biết ngay ra bên này mà. Mình qua đây xíu coi. Ba lô 2 mình có rồi cơ. Đấy. Trận này có vẻ khấm khá hơn anh em ơi, mới vào được trận đã có ba lô 2 rồi. Như cái trận lúc nãy này, chơi mãi còn chưa có cái ba lô nào, nghèo dã man luôn. Cái này là UMP hả? Thôi kệ đi. Đang chơi P90 ngon này. Let's go. Thấy bảo là bên này bạn nhau cũng gắt này. Mình sẽ qua bên này anh em ấy. Qua bên này săn thêm mạng thôi chứ biết sao giờ mọi người. Ê, này, nó này, đứng lại. Đứng lại, chạy đâu em ơi. Chạy đâu mê, lên bảng đi. Còn đúng siêu máu. Ok, chôm được cái khẩu MP40 này khá là ngon, còn máu đã. Căng phết anh em ơi, không đùa đâu nha. Căng chứ không hề trùng nhá. Đạn súng trường quá nhiều. Có đây xem lượm thêm. Thêm máu này. Thằng này thì nó lại không có đạn tử liên cơ. Nên thôi cũng kẹo. Mình sẽ quần máu cho nó full cái đấy anh em ơi. Đấy. Quần máu full thì chơi game mới tự tin được. Ok. Ngon lành. Ê có người. Trên tầng à? Ơ vãi trưởng thằng này. Không phải. Nghe thì tiếng nạp đạn mà anh em. Mình cũng chẳng biết nó ở đâu cơ. Cứ lượm thêm xíu đạn tiểu liên coi. Ok. Đây rồi. Đây rồi, anh ở đây cơ mà. Chú tưởng anh ở trên tầng à? Thằng bé nó tưởng mình ở trên tầng. Mình ngay đây cơ mà bạn ơi, chạy đâu? Bạn tính chạy đâu đây ạ? À? Cái đậu xanh này làm sao đấy em ơi, vỡ đầu, thanh niên. Nó tưởng mình ở trên tầng cơ anh em. Lag này. Cuốn máu cái đã. Đấy, ngon lành. Cuốn phun máu đi anh em ơi. Ui, trận này kiểu cảm giác chơi game tốn máu dã man. Cứ bắn xong thằng nào cái là hết máu luôn anh em ơi. Thằng này có 2 túi máu này. Lượm 2 túi. Ê, chỗ này có người nhanh anh em ơi, chạy qua. Đúng rồi, săn mạng thôi anh em ơi. Người này, đậu xanh này. Làm sao này anh em ơi. Đúng rồi, đứa nào ở ngoài nữa. Sâm bông keo à? Hay lắm em ơi. Sao bông keo hả em? Bây giờ anh qua xử chú này. Cái đậu xanh này. Chạy đi em ơi. Rồi thằng bé xanh mộ luôn. Ui như vậy là nó đang rất là yếu máu rồi anh em ơi. Thôi cũng kệ à. Rút đồ thôi anh em. Ngại gì. Vứt bớt đạn tiểu liên đi. Nhiều quá. Thêm máu hợp lý. 6 thêm máu là ok rồi. Người đâu? Người đâu qua đây? Bắn được cái là im re vậy. Chỗ nào vậy? Qua đây. Ui. Thằng bé bắn được cái im re luôn anh em ơi. Bên này. Qua đây này. Tính dựng bong keo à? Không kịp rồi nha em ơi. Chú dựng bong keo thế là chậm rồi. Có giảm thanh hả? Ok. Để mình lượm thêm cái giảm thanh. Ê. Vẫn lag à? Đây. Lượm thêm giảm thanh này. Chất chơi người rơi. Đi nào anh em. Vừa trang bị vào luôn khẩu phát mát rồi. Bên này có một con xe Lamborghini nha anh em ơi. Trông cũng ngon đấy. Mình sẽ qua lấy xe. Chạy đi săn mạng. Ok này anh em. Đi thôi. Lên thẳng cánh đồng luôn. Săn mạng cho nó được nhiều nhỉ anh em. Thị trấn này thì mình đã hạ gục tận 5 kill rồi cơ. Thế nên là tầm này thì chỉ lấy cánh đồng thôi. Lợn lờ lại xíu coi biết đâu là có người nhá. UAV này. Kiểm tra luôn UAV cũng không có ai này. Ok. Thế thì mình sẽ lên chiếc cánh đồng. Uầy. Đậu xanh anh em. Người đâu không thấy này. Đùa chứ anh em. Chẳng nhẽ lại không có ai cả. Chán thế nhở.
Đây rồi. Cái đậu xanh. Không có người thật à? Ủa chán ghê ta. Tôi sẽ lờ quanh đây xem thế nào chứ không. Lại không có một ai rồi này. Cái đậu xanh. Nhiều khi chơi game cũng chán anh em ấy. Kiểu cảm giác như là game nó là game trốn tìm ấy. Chạy mãi không thấy người. Chỗ này có một cái thính nha anh em. Qua luôn thính này. Có thính là qua luôn chứ mình không ngại đâu nha. Ê, một chiếc xe monster truck nó thính. Chán thế nhở. Tầm này thì boss đầu tiên còn chưa thu xong nữa cơ anh em ơi. Thế nên là nó đang còn khá là đông người. 18 người chơi nữa. Boss to như này kiếm người hơi khó. Rồi xong. Chỉ thấy chúng nó hạ nhau thôi. Mình sẽ qua luôn hai cái hòn đảo bên cạnh nha anh em ơi. Đây. Qua thẳng đảo bên này luôn. Thế này còn săn được mạng chứ anh em. Đảo bên kia chạy mãi không có ai. Thể chán dã man. Đây rồi. Người đâu nhỉ? Đùa. Chán thế nhỉ không? Thế nào lại không có người ta? Ai? Không có thật luôn không ạ? Thế là tôi qua nốt cái đảo bên kia xem. Có ai để cứu luôn anh em ơi. Anh vừa qua trung tâm này đây sẽ là sân tập golf nhá. Không một bóng người nào luôn này. À đây, đây rồi, đây rồi. Đây rồi, tưởng ở đâu cơ em ơi, chạy đi em ơi. Đúng rồi, chạy đi em. Chạy đi em ơi, lên bả đi. Tai nạn xe. Đáng thương thế nhỉ. Thêm ông kia này. Một đứa đu cam nha anh em ơi. Đón đầu nó ở bên kia. Đu cắp treo à, ok. Anh chặn đầu chú ở bên kia nhá. Xem chú đu kiểu gì, đây đây. Thằng bé rồi nha em ơi, thằng bé rồi nha em ơi. Xuống dưới, xuống dưới. Xuống dưới này. Đu lại à, đu lại, đu lại. Đu lại này. Thanh niên này. Đã bảo anh sẽ chặn đầu, đón đầu chú luôn mà. Số nhọ cho em ơi. Lên bảng điểm số nhá. Mà thằng này công nhận là có nhiều bông keo này anh em này. Mình sẽ vứt bớt đạn súng trường lượm thêm bông keo hợp lý. Đó. Nhiều bông keo ghê ta. Ủa. Còn có 11 đứa nữa thôi hả. Ui. Bom một vừa thu xong này. Còn đúng 11 đứa. Cái đậu xanh này làm sao đấy em ơi. Làm sao đấy em. Làm sao đấy em ơi. Tính sơ anh à. Nó phá xe của mình luôn. Mình không ngờ là đây đang còn một thằng nữa. Căng phết nhỉ anh em. Khá là căng thẳng đấy. Không đùa đâu nha. Ok này, đổi qua cái chảo nha. Ôi đừng. Ôi đừng. Đừng bạn này, đừng bạn này, đừng bạn này, đừng. Đừng chơi thế, mình thấy bạn rồi nha. Sấy đi. Sấy anh đi. Rồi là coi chừng cái đầu chú nhá. Vỡ đầu lúc nào không biết được đâu em ơi. Chắc là mình kệ nó vậy. Nó đã canh ngay phía cửa sổ mà anh em qua đây. Đấy. Có giỏi xuống dưới đi em ơi. Ở trên làm gì vậy. Mình sẽ câu lựu lên trên nhá. Câu lựu phần này hơi cao. Vẫn trúng luôn. Xuống đây. Xuống đây. Người đâu. Xuống đây em ơi. Nó không thèm xuống cả. Không thèm xuống thì kệ chú thôi. Anh qua chỗ khác anh chơi. Ai chơi với mấy đứa thủ nhà làm gì anh em ơi. Chơi với mấy đứa thủ nhà khá là mệt đấy. Mình không chơi đâu. Đi chỗ khác chơi. Kiếm mạng ở chỗ khác anh em ơi. Kệ nó thôi anh em. Ghét mấy đứa thủ nhà. Vì là nó kiểu như là toàn cầm shotgun với lại MP40 đứng ở mấy cái cánh cửa đấy anh em. Đừng có người này. Một đứa thôi đấy. Xuống xe nó. Mình nghĩ là tầm này mình sẽ được nói anh em ơi. Sẽ được. Anh em yên tâm nhá. Nó lên tầng 2 rồi. À đây à. Tôi còn tưởng nó lên tầng 2 rồi cơ. Cái đầu xanh này làm gì vậy em ơi. Làm gì vậy em ơi. Chạy đi. Chạy đi em ơi. Chạy đi em ơi. Chạy đi em ơi. Chạy này. Chạy này. Chạy này. Hay lắm.
Thanh niên, ui đồ ngon thế nhở? Đồ ngon chưa này anh em này. Ê đổi lộn súng thôi. Để mình sửa chữa giáp cái đã. Giáp mới ngon lành, giáp chống nổ luôn. Ê, quên mất. Có cái nòng súng 3, ê có người. Đậu xanh nó chạy đâu rồi bên này à? Đây rồi, tưởng ở đâu cơ, đây rồi. Mình tưởng nó ở đâu cơ, tưởng là đâu cơ, lên bản đi em ơi. Bày đặt. Chạy qua tính sơi anh á hả? Không dễ thế đâu em ơi. 11 cỏ bóng keo, chất. Nhiều bóng keo thế này thì địch chơi sao nổi hả anh em ơi. Có xe Lamborghini còn nguyên luôn, ngon. Theo chân kẹo sao mạng nào mọi người ơi, 5 người chân nữa. Ồ, vòng lại phía căn nhà này coi, xem cái thằng ở trên này nó xuống chưa anh em. Lợn lờ qua đây xíu nhỉ anh em. Không có ai này. Ok các bạn, cái đậu xanh nhỉ. Không có người. Mình sẽ lên lại cái đồng coi. Hello, đi rồi. Bắn nhau căng thế. Đây á hả? Bắn nhau căng thế. Quê đậu xanh, bắn nhau căng thế anh em ơi. Bắn nhau căng thế. Ê, dựng một keo. Gắt. Hơi gắt anh em ơi. Trời này hơi căng anh em ơi. Mình còn xíu máu à? Hơi bị căng rồi nha anh em ơi. Căng thế này sao chơi? Đừng bắn đây. Còn máu cái đã. Quá là gắt luôn các bạn ơi. Mình có đây xíu coi. Qua tạm đây thì may còn sống được này anh em này. Mày đâu rồi? À, nó qua đây rồi. Đứng lại mày. Kính sơ anh à, hay lắm. Căng. Gắt thật không đùa. Trận này thì gắt thật không đùa anh em ơi. Cuốn phun máu cái đã. Sợ dã man. Xíu nữa mình đai. May mình nhiều bông keo. Cái đậu xanh này, may mình nhiều bông keo. Không thì xíu nữa mình đai. Cái đậu xanh này làm sao đấy em ơi. Làm sao đấy em ơi. Ê đừng. Đừng bạn này gắt thế. Đừng bạn này gắt thế nhở. Gắt thế nhở bạn nhở. Gắt thế nhỉ bạn ơi, lên bản đi. Thanh niên. Nó tính sơi mình anh em ơi. Dã man thật. Lập đâu. Lập nhanh mày từ máu này. Đi thôi anh em ơi, đi luôn. Đấy, có 8 từ máu rồi nhá. Mỗi tội hơi ít đạn tử liên. Bom keo không có luôn, dã man. Có 2 từ nữa. Căng à nha mọi người. Mình có lẽ là mình sẽ ở tạm đây. Đứng tạm trên này thôi. Cuốn máu thôi anh em ơi. Công nhận là cái pha lúc nãy kiểu mình dựng bom keo càng dã man thì cái nó đang định sấy mình. Nên ở trên hay ở xuống dưới nhỉ anh em. Mình nghĩ là ở trên sẽ có lợi thế hơn. Thôi cũng kệ à. Hai mấy giây nữa thì bom mới thu lại cơ. Đấy. Đứng tạm chỗ này đi. Người đâu ta ở trên anh em sẽ có được một cái góc cam nó vô cùng là tốt nha anh em. Đấy. Hai thằng nữa. Đùa. Các bạn ở đâu rồi? Để mình xem nào. Ở trên anh em ơi. Hay là xuống dưới trước nhở? Xuống dưới đi. Ở trên tí mo không thu lên trên sấp mặt. Cứ đứng tạm đây cái đã. Đấy. Rồi từ từ chạy vào bo. Chỗ này có người này. Trong nhà có một đứa nha anh em ơi. Hay lắm em ơi. Câu liệu các kiểu cả gác. Đâu rồi? Một mớ mìn luôn. Ghê. Nó qua đây anh em ơi, nó qua đây. Trên tầng có ai đâu mà canh em ơi.
gắt. Có đứa trên tầng, có đứa trên tầng. Chạy đâu mày? Chạy đâu Hải mày? Chạy đâu Hải mày? Chạy này. Một thằng nữa. Thằng cuối trên tầng nha các bạn ơi. Đây à, đây à. Nó qua đây rồi. Sau xe tải, gắt. Căng vậy anh chơi, căng vậy anh chơi. Căng vậy anh chơi, yes. 14 kill top 1. Ngon, quẩy nào anh em. Bọn này chơi sao lại chị thỏ nhỉ anh em. Quá ổn luôn nha. Ok này, gắt này anh em này. Ăn mừng thôi. Tuổi gì nhỉ? Như vậy là mình đã có được 14 kill nha anh em. Ui, cộng 15 điểm. Quá ổn. 14 kill top 1 nha anh em ơi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu như các bạn thấy video của mình hay thì đừng quên để lại một like. Và hãy nhấn vào đăng ký kênh, bấm chuông để nhận được thông báo khi mình đăng video mới nhất nhé.